Netizen Trung Quốc chê máy bay Việt Nam tại triển lãm hàng không, kiêu ngạo hay lo sợ? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: tại triển lãm hàng không Việt Nam, người dân Hà Nội chụp ảnh số lượng lớn máy bay chiến đấu tiến bay, ở độ cao thấp khiến ai cũng phải hét lên và đầy tự hào. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Một vài chiếc Su-30 không cũ không bằng J-10 của chúng ta. Vậy một chiếc J-20 có thể chiến đấu với 8 chiếc Su-30 không mất? J-20 chỉ có 6 trận chiến xảy ra thôi vì chỉ có 6 tên lửa. Chúng ta có máy bay thế hệ thứ 5 của riêng mình. 8 máy bay thế hệ thứ 4 không thể cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ 5. Bạn quên rằng phiên bản 2 chỗ còn có người lái máy bay không người lái nữa à? J-20 2 chỗ còn hơn thế nữa. Tò mò họ sẽ bán gì ở triển lãm hàng không Việt Nam? Tất cả những gì họ mua là máy bay chiến đấu kiểu Liên Xô đã lỗi thời, và họ vẫn muốn bán chúng sao? Họ đang tổ chức một buổi triển lãm hàng không, còn những người khác thì đang bán đồ. Có thể họ bán chuối, dừa hái từ trên cao, chuột và sâu bắt trong cỏ, bán cuốc và liềm trăng. Dù máy bay của họ rất lạc hậu nhưng thái độ tự tin của họ thực sự đáng để mỗi chúng ta học hỏi và tin tưởng vô điều kiện vào đất nước mình. Tôi gần như sắp ngất và run rẩy khi nghe tin họ sắp tấn công chúng tôi, Quảng Đông và Quảng Tây. Bạn hãy nhanh tay hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại và góp sức cho chiến đấu cơ mới nhé. Hiện nay Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển nhanh và không dám gây chiến đâu. Chẳng phải không còn ai sẽ hái cam trong dịp Tết Nguyên đán sao? Đừng sợ, nếu hút thêm vài điếu thuốc nữa thì cũng không thể vào được Quảng Đông và Quảng Tây đâu. Tôi có thể đánh bại họ. Nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, bạn có tin rằng không chiếc máy bay nào trong số này có cơ hội cất cánh không? Một quốc gia chỉ lớn như Vân Nam có thể có bao nhiêu sức mạnh chiến đấu cơ chứ? Họ sẽ đi vào rừng và chế tạo bom hạt nhân hình người sao? Họ thậm chí còn không thể chế tạo được một chiếc máy bay cánh quạt. Họ vừa mua một số từ Hoa Kỳ. Máy bay của họ chỉ là sản phẩm của Liên Xô 30, 40 năm trước. Với máy bay tiên tiến như vậy, họ có thể tiến lên phía Bắc để giành lại Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Ngày nay, người Việt không còn đến thành phố Sùng Tả, Quảng Tây gặt mía nữa. Trước đây, nhiều người Việt Nam đến thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây để chặt mía, chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển nhanh chóng. Điều này cho thấy Trung Quốc đã mở nhiều nhà máy tại Việt Nam. Sau năm 2016, nhiều nhà máy chuyển về Việt Nam lắm. Trước đây người dân biên giới có thể ra vào, nhưng bây giờ biên giới được bao bọc bởi dây thép gai, và thậm chí họ không thể vào chặt mía. Họ không được phép qua đây. Bây giờ bạn cần có thị thực, nếu không bạn sẽ không thể qua được. Trước thì dễ nhưng bây giờ thì không. Sau cắt mất điện, họ phải quay lại chặt mía. Về cơ bản, điện sẽ không bị cắt. Có thỏa thuận, trừ khi có chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Sau khi dịch bệnh qua đi họ sẽ không đến chặt mía nữa. Như các bạn nói thì nước Mỹ có đủ mạnh không? Cuộc chiến tranh Mỹ-Việt đã diễn ra, nhưng Mỹ không thể đánh bại Việt Nam. Mỹ thậm chí không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Afghanistan. Cao cấp nhất ở Việt Nam là Su-30 MK2. Tôi chỉ biết là Su-30 không chỉ là người ăn xin trong số những người ăn xin. Su-27 đời đầu chỉ có thể là máy bay không người lái mục tiêu, trước các máy bay thế hệ thứ 5 hiện tại. Chuyện vặt với J-20 là mẫu cũ đã được sử dụng hơn 10 năm của ta. Gần đây trên Douyin có rất nhiều người nói về Việt Nam. Người Mỹ già đã trả tiền cho nó là nhằm khuấy động nội chiến khắp Trung Quốc. Xu hướng của đất nước là mở cửa. Trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều người nước ngoài. Nếu họ khoe khoang thì mọi việc sẽ sáng tỏ sau khi lắng xuống. Tư duy quân sự của Việt Nam vẫn còn ở những năm 1990, dễ dàng quá. Trung Quốc có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 được sản xuất, trong nước không? Có một máy bay chiến đấu 3 chỗ ngồi. Họ mua vũ khí của người khác và sau đó bán chúng sang các nước khác. Họ là những người trung gian đàng hoàng. Họ mua máy bay ở đâu? Nga, Su-27 đến 30 MK2. Su-30 là máy bay bán chiến đấu thế hệ thứ 3, và một chiếc J-20 có thể đánh bại 7 hoặc 8 chiếc khác. Trung Quốc cũng đã bắt đầu với máy bay chiến đấu không đối không bay J. Quá bảo thủ. Một chọi 100 không thành vấn đề. Trung Quốc và Mỹ có những cuộc tập trận thực sự nổi tiếng. Xin lỗi, chúng ta cũng đang dẫn đầu về radar. Rất tốt. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình nhé. Phải nói rằng Việt Nam cũng đang ngày càng nâng cao lòng tự tin dân tộc trong những năm gần đây. Nền quốc phòng của Việt Nam có thể coi là một trong những nền quốc phòng tốt nhất châu Á
và có thể đứng đầu trong tương lai. Không quân thì được, quân đội đang vẫn dùng T-55 kia kìa. Việt Nam là một đất nước có lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ. Bạn có thể bỏ qua trang bị của họ. Bất cứ ai bước vào sẽ phải chiến đấu với sự kết hợp của tất cả mọi người. Ngay cả người Mỹ cũng không thể nhận ra rằng Việt Nam vẫn có thứ gì đó để cống hiến. Bạn có cần phải sang Nga để mua máy bay rồi bán lại không? Bạn đang đe dọa chúng tôi phải không? Nếu nó bị hỏng, họ không có phụ kiện thay thế để sửa chữa. Máy bay chiến đấu của Việt Nam cũng tiên tiến. Việt Nam cũng có máy bay thế hệ thứ 5 phải không? Bên cạnh, những người khác đang ngủ ngon Việt Nam phải giảm bớt vũ khí thôi. Bạn làm tôi sợ hãi khi đi thuyền trên biển Bắc. Tối nay bạn có thể bay đến chỗ chúng tôi được không? Tôi thực sự không thể chờ đợi được. Nhanh lên! Tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm ra chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến ở đâu. Họ đang nói họ tự tin sẽ chiến thắng Quảng Đông và Quảng Tây. Các bạn Quảng Đông các bạn đi trước nhé, tôi đang bận chặt mía. Giữ quan hệ tốt với láng giềng cũng là một phần của việc bảo vệ quê hương, vì vậy không cần thiết phải vu khống một người hàng xóm khi họ không phải là mối đe dọa, rất có thể họ sẽ có ích cho quê hương, đất nước của chúng ta sau này. Mong muốn của chúng tôi là có được hòa bình, thịnh vượng cho đất nước và nhân dân. Sẽ thật tuyệt nếu mọi người có nhận thức của bạn. Mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực xung quanh Trung Quốc là Nhật Bản và Hàn Quốc, vì vậy nước này thực sự không nên thù địch với các nước khác. Việt Nam không thù địch với Trung Quốc như Hàn Quốc, chưa kể chúng ta chưa bao giờ gây chiến với Hàn Quốc. Trong nước chỉ có chục chiếc Su-30 không phiên bản lỗi thời, không hiểu sao họ lại vui mừng đến thế. Với họ nó quá tiên tiến. Chúng ta thì nên sớm cho Su-30 không nghỉ hưu. Việt Nam lấy máy bay chiến đấu tiên tiến ở đâu? 40 năm trước, ngay cả ở Việt Nam cũng chưa có chuyện đó. Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Gambia đều tổ chức triển lãm hàng không. J-10C và J-16 có thể dễ dàng đánh bại Su-30 MKV của Việt Nam, công nghệ điện tử và tên lửa không đối không của các chiến đấu cơ Nga mà Việt Nam mua quá lạc hậu. Đừng đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, vì sự kiêu ngạo mù quáng thường dẫn đến thua cuộc. Không có cách nào khác, sức mạnh của chúng ta cho phép chúng ta kiêu ngạo, bạn hiểu không? Các máy bay chiến đấu tiên tiến ở đâu? Tổng cộng có 40 chiếc Su-30 không mang tên lửa. Chưa có máy bay cảnh báo sớm và hệ thống phòng không hỗ trợ. Vòng tròn sức mạnh Đông Á, bất kỳ nước nào cũng có thể càn quét khắp châu Âu, châu Phi và phương Đông. Việt Nam thuộc về Đông Nam Á chứ không phải Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc không tính Mông Cổ. Xét cho cùng, Philippines và hàng hóa Việt Nam có thể được xếp vào nhóm Đông Á hoặc Đông Nam Á. Còn Su-30 thì không thể nói là tiên tiến. Bây giờ tôi chỉ muốn xem máy bay thế hệ thứ 6, thậm chí không xem máy bay thế hệ thứ 5, chứ đừng nói đến máy bay thế hệ thứ 3 và thứ 4. Một chiếc máy bay thế hệ thứ 5 có thể điều khiển được hơn 100 chiếc máy bay thế hệ thứ 4. Tôi tự hỏi liệu một chiếc máy bay thế hệ thứ 3 có thể nhìn thấy bóng dáng của một chiếc máy bay thế hệ thứ 5 hay không? Ở Việt Nam mạnh nhất là Su-30, chúng ta không chơi nữa. Sơn vẫn nguyên bản, họ chưa thay thế gì. Bạn có thể bán cho chúng tôi một số Su-27 không? Hồi đó, chúng tôi mua ít hơn và bảo tàng hết chỗ rồi. Nhà chứa chỉ có khoảng 30 chiếc Su-27 và Su-30 đã gần 30 tuổi ở Việt Nam. Đây là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6 do Việt Nam độc lập phát triển sao? Tại sao chúng ta nên tổ chức triển lãm hàng không? Các nước đã bắt đầu quảng bá triển lãm hàng không của mình. Su-30, Việt Nam mua để duy trì tình hình Biển Đông. Hiệu suất tương tự như những chiếc được mua ở Trung Quốc, nhưng của chúng ta gần như đã lỗi thời. Từ các bình luận trên, có thể đưa ra một số kết luận về quan điểm của netizen Trung Quốc đối với Việt Nam. Phần lớn các bình luận thể hiện thái độ coi thường khả năng quân sự của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực không quân. Họ so sánh máy bay chiến đấu Su-30 của Việt Nam với các dòng máy bay hiện đại như J-10, J-20 của Trung Quốc, cho rằng Việt Nam đang sử dụng các thiết bị lạc hậu từ thời Liên Xô, mà không biết khả năng nội tại của Việt Nam nay đã khác. Một số bình luận thừa nhận rằng, kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và có lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, các ý kiến này thường đi kèm với sự châm biếm hoặc mỉa mai, như việc người Việt trước đây sang Trung Quốc chặt mía, nay đã không còn. Nhiều ý kiến bày tỏ thái độ kiêu ngạo về sức mạnh vượt trội của Trung Quốc, đồng thời xem thường tiềm năng quân sự của Việt Nam. Tuy vậy, cũng có vài ý kiến cảnh báo không nên đánh giá thấp Việt Nam, nhấn mạnh rằng sự kiêu ngạo có thể dẫn đến thất bại. Một số bình luận sử dụng ngôn ngữ mỉa mai, thậm chí xúc phạm về triển lãm hàng không của Việt Nam, ví dụ như bán chuối, dừa hay máy bay chỉ để trưng bày. Điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với các nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ hàng không.
một số ít người nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam nên duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp, tránh xung đột và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình. Tuy nhiên, các ý kiến này không chiếm đa số và thường bị lấn át bởi những bình luận tiêu cực khác. Netizen Trung Quốc có xu hướng tự cao về sức mạnh quân sự và công nghệ của đất nước mình, trong khi coi thường năng lực và trang bị của Việt Nam. Dù có một số ý kiến tích cực về sự phát triển kinh tế và lòng tự hào dân tộc của Việt Nam, chúng vẫn thường bị bao phủ bởi sự kiêu ngạo và thiếu tôn trọng.